Xin kính chào quý vị khán thính giả. Thùy Trâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong thời lượng của chương trình Thời sự 365. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Còn ngay bây giờ, Thùy Trâm xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Sáu tháng xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi những gì? Thưa quý vị, 6 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cục diện quân sự cũng như diễn biến chính trị đã có nhiều thay đổi. Vào ngày 24 tháng 2, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga liên quan đến hoạt động quân sự của nước này. Gần 6 tháng kể từ khi Nga triển khai hoạt động quân sự tại nước láng giềng, cuộc xung đột giữa hai bên hiện không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía Đông và phía Nam, trong bối cảnh Ukraine cố gắng giành lại các khu vực do Nga kiểm soát. Các quan chức phương Tây cho rằng xung đột ở Ukraine đang ở giai đoạn gần như bế tắc vì không bên nào có thể tiến hành một cuộc tấn công mang tính bước ngoặt để tạo ra những thay đổi đáng kể trong cục diện cuộc chiến. 6 tháng sau giao tranh, cả Nga và Ukraine đều chịu nhiều thiệt hại về quân số và tài sản. Washington Post đã điểm lại những thay đổi sau 6 tháng chiến sự Nga-Ukraine rung chuyển thế giới. Người tị nạn rải rác khắp châu Âu. Trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự, ước tính có khoảng từ 1 tới 5 triệu người tị nạn rời khỏi Ukraine. Tuy nhiên, khi xung đột nổ ra, con số này đã cao hơn rất nhiều. Hiện có khoảng 6,7 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR đã ghi nhận khoảng 11 triệu người rời khỏi Ukraine và 4,7 triệu người trở lại đất nước. Ủy viên Nội vụ châu Âu Ieva Johansson cho biết số lượng lớn nhất người tị nạn Ukraine đang ở Cộng hòa Séc, tiếp theo là Ba Lan, Estonia, Litva, Bulgaria và Latvia. Những người tị nạn Ukraine này sẽ khiến quy mô lực lượng lao động tại EU gia tăng khoảng từ 0,2 tới 0,8%, tương đương 0,3 tới 1,3 triệu người. Viện trợ cho Ukraine giảm dần. Ngay sau khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự, phương Tây đã cung cấp viện trợ quân sự, nhân đạo, tài chính cho Ukraine, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Moscow. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 50 quốc gia tham gia viện trợ quân sự cho Ukraine dưới nhiều hình thức khác nhau. Phần lớn các viện trợ này đều dưới dạng gửi vũ khí trực tiếp, trong khi gói ngân sách chỉ chiếm phần nhỏ. Mỹ đang là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 8, Lầu Năm Góc thông báo gửi lô vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 775 triệu đô la Mỹ để giúp Ukraine mở đợt tấn công ở miền Nam. Các viện trợ có 50 thiết giáp Humvee, 1.500 tên lửa dẫn đường BGM-71 Tau, 1.000 tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin, 16 liều pháo 105 ly cùng 36.000 viên đạn và 15 máy bay không người lái UAV giám sát Scan Eagle. Trong bối cảnh cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với Ukraine ngày càng suy yếu khi các quốc gia phải đối mặt với các vấn đề chính ở đất nước như chi phí sinh hoạt tăng cao. Politico dẫn báo cáo của Viện Kinh tế Thế giới Kiel cho biết, trong suốt tháng 7, 6 nước lớn nhất thuộc EU không đưa ra cam kết viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine. Đây là tháng đầu tiên Ukraine không nhận được cam kết viện trợ quân sự mới nào từ EU kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy viện trợ quân sự cho Ukraine đang giảm dần. Báo cáo của Viện Kinh tế Thế giới Kiel cũng chỉ ra rằng các gói viện trợ quân sự từ các nước lớn của EU như Đức, Pháp ít hơn nhiều so với mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ Anh, Mỹ và Ba Lan. Mỹ cũng đã giới hạn số lượng pháo phản lực HIMARS được chuyển tới Ukraine ở 16 tổ hợp do lo ngại cung cấp nhiều hơn sẽ làm cạn kiệt kho dự trữ rocket dẫn đường bằng vệ tinh và thậm chí gây nguy hiểm cho năng lực sẵn sàng chiến đấu của Mỹ. Cuộc chiến năng lượng. Các nhà kinh tế học từng dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng để buộc Tổng thống Putin chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhưng đã 6 tháng trôi qua, kể từ khi chiến dịch quân sự bùng phát, Nga vẫn đứng vững. Giá xăng dầu tăng cao khiến Nga thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc xuất khẩu nhiên liệu, trong khi châu Âu vật vã đối phó với sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Nga vẫn kiếm được hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi ngày từ việc bán dầu. Điều này có nghĩa là Nga có thể đủ khả năng để bỏ thu nhập từ việc bán khí đốt tự nhiên sang EU và gây áp lực nhiều hơn lên Đức, Pháp và Anh, những nơi đang dốc sức thoát khỏi phụ thuộc vào năng lượng Nga. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đức đã nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.
bao gồm cả việc xây dựng các cảng khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Mục tiêu ngắn hạn của Đức là cố gắng bổ sung kho dự trữ khí đốt cho mùa đông. Dữ liệu của cơ quan viễn thông quốc gia Đức cho thấy các cơ sở lưu trữ khí đốt của nước này hiện lưu trữ được khoảng 63%. Theo đạo luật khí đốt, các cơ sở phải tích trữ được lấp đầy 80% vào ngày 1 tháng 10 và lên tới 90% vào ngày 1 tháng 11. Nhà phân tích Julian Lee cho rằng một số nước châu Âu vẫn có nguy cơ đối mặt với một mùa đông lạnh giá và tình trạng mất điện do thiếu nguồn cung năng lượng từ Nga. Kosovo đã thực hiện cắt điện sau khi nhà phân phối của họ hết tiền để nhập khẩu điện từ Albania. Trong 6 tháng tới, có khả năng sẽ có nhiều quốc gia hơn làm theo kế hoạch này. Diễn biến tiếp theo của chiến sự Nga-Ukraine. Chuyên gia Habran của Đại học John Hopkins cho rằng cuộc chiến ở Ukraine hiện đang bước vào giai đoạn thứ 3 mang tính quyết định. Ở giai đoạn 1, chiến thuật của Nga là dùng xe tăng trực thăng với mục tiêu tiến công chớp nhoáng vào sâu lãnh thổ Ukraine. Sang đến tận giai đoạn 2, Nga dồn lực lượng sang tỉnh Donetsk để tiếp tục kế hoạch chiếm toàn bộ vùng Donbass, miền đông Ukraine, sau khi đã giành quyền kiểm soát Lugan. Giai đoạn 3 của cuộc chiến sẽ có các cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam. Theo Washington Post, 6 tháng chiến sự Nga-Ukraine đã điều chỉnh trật tự thế giới và rất nhiều điều khác một cách đáng kinh ngạc. Trong thời gian tới, nếu cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, Nga và Ukraine sẽ phải chịu thêm thiệt hại về khí tài và xung đột sẽ tác động nhiều điều trên thế giới. Ngoài ra, không chỉ các nước châu Âu ở gần khu vực chiến sự mới chịu nhiều tác động, người dân ở các khu vực khác như Trung Đông và Châu Phi cũng đang chịu áp lực lớn khi tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine lan tỏa ra toàn cầu. EU đứng ngồi không yên trong xung đột tại eo biển Đài Loan. Các bạn thân mến, ở một diễn biến có liên quan, theo các chuyên gia, EU khó có thể đứng ngoài cuộc trong căng thẳng Trung Đài vì lo ngại ngày càng tăng về sự hỗn loạn chuỗi cung ứng liên quan đến vi mạch nếu Đài Loan bị phong tỏa. Các thành viên của Liên minh châu Âu-EU phần lớn đã tránh phản ứng trước hàng loạt chuyến thăm gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các nghị sĩ Mỹ tới Đài Bắc vào đầu tháng này, dẫn đến một loạt các cuộc tập trận quân sự trực tiếp của quân đội Trung Quốc xung quanh đảo tự trị. SCMP nhận định các quan chức châu Âu được cho là cảm thấy chẳng hưởng nhiều lợi ích từ việc đi sâu vào tranh chấp song phương Mỹ-Trung. Một số người dù đã lên tiếng chỉ trích phản ứng quân sự thái quá của Trung Quốc nhưng vẫn tỏ ra khó chịu trước hành động mà họ coi là khiêu khích của bà Pelosi. Các doanh nghiệp châu Âu hiện đang cảnh giác cao độ về sự hỗn loạn của chuỗi cung ứng trong tương lai nếu căng thẳng tại eo biển Đài Loan ngày càng tăng. Những biến động cũng sẽ gây ra một cuộc tranh giành điên cuồng đối với các vị mạch của Đài Loan. Với việc đảo tự trị chiếm sản lượng hơn 90% chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Bên cạnh đó, về các mặt chính trị, cuộc khủng hoảng tại Đài Loan cũng là một cái gai mới trong quan hệ EU-Trung Quốc. Estonia và Latvia ngày 11 tháng 8 thông báo cả hai nước đã rời nhóm thương mại 16+1 do Trung Quốc hậu thuẫn, một diễn đàn được Bắc Kinh thành lập cách đây một thập kỷ như một phương tiện để tăng cường thương mại và đầu tư sau sự ra đi của Lithuania vào năm ngoái. Đây được coi là phản ứng về việc Trung Quốc tập trận xung quanh Đài Loan cũng như tăng cường quan hệ đối tác không giới hạn với Nga. Đây là một yếu tố mà chúng tôi cân nhắc khi đưa ra quyết định. Trước đó, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của hàng loạt đồng minh, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói với Bloomberg. Steven Biskup, giám đốc chương trình châu Âu tại Viện Emons, một tổ chức tư vấn độc lập và phi lợi nhuận có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ, chuyên nghiên cứu liên ngành về quan hệ quốc tế cho biết, cuộc tập trận của Trung Quốc là một cuộc phong tỏa trên thực tế đối với Đài Loan trong vài ngày. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là EU lại không có bất kỳ phản ứng cụ thể nào. Tôi cho rằng EU hiện đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Theo đó, Trung Quốc đã phong tỏa Đài Loan một cách hiệu quả và chúng tôi thực sự thấy rất ít phản ứng với động thái này. Chắc chắn Trung Quốc sẽ lặp lại diễn biến này trong tương lai, ông Biskup cho hay. Theo SCMP, các tổ chức doanh nghiệp châu Âu được cho là đang bắt đầu lập kế hoạch cho các tình huống xấu nhất, chẳng hạn như nếu Trung Quốc phong tỏa Đài Loan trong thời gian dài hoặc một cuộc tấn công tổng lực có thể gây ra một cuộc chiến quy mô lớn. Liên minh châu Âu-EU cần phải lập kế hoạch hay kịch bản rõ ràng để nắm bắt điều gì đang xảy ra hoặc dự đoán điều gì sắp tới. Các doanh nghiệp châu Âu không tin rằng chiến tranh tổng lực tại eo biển Đài Loan sắp diễn ra. Tôi cũng thực sự không thấy điều này sắp xảy ra. Nhưng Bắc Kinh đã phản ứng khá mạnh mẽ và ồn ào sau chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là trước thềm đại hội đảng của họ. Joe Cooker, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho biết. Cooker cho rằng tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan đã làm tăng thêm rủi ro địa chính trị kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine gần 6 tháng trước. Các cơ quan đầu não của châu Âu rõ ràng đã liên kết Ukraine với Đài Loan. Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine xảy ra, vấn đề Đài Loan đã là một chủ đề được thảo luận sôi nổi. Cooker nói, Trung Quốc từ lâu vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ thiêng liêng và chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để nắm quyền kiểm soát.
Hầu hết các quốc gia, bao gồm cả các thành viên EU và Mỹ, không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, Washington đã phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm đảo tự trị bằng vũ lực. Việc Nga tấn công Ukraine đã dạy cho chúng tôi rằng chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn cho các kịch bản cực đoan hơn. Điều này cũng nên áp dụng cho trường hợp Trung Quốc động binh với Đài Loan. Siegfried Brassem, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức, BDI, nhấn mạnh. Brassem cho biết Berlin và Bruxelles phải giúp các công ty đa dạng hóa thị trường của họ để đầu tư vào các thị trường dài hạn và giúp phát triển chúng giống như Trung Quốc đã từng làm với các doanh nghiệp trong nước. EU cần đưa ra một chính sách thương mại chủ động hơn. EU đang quá phụ thuộc vào chất bán dẫn từ Đài Loan hoặc kim loại đất hiếm từ Trung Quốc và cần phải tăng cường khả năng phục hồi của chúng tôi. Vào tháng 2, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của EU cũng công bố một đạo luật mới có tên Đạo luật chip châu Âu, cho phép đầu tư hàng chục tỷ euro nhằm giúp tăng cường năng lực sản xuất chip của khối trong bối cảnh thiếu hụt chip toàn cầu cũng như chấm dứt sự phụ thuộc của khối đối với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực này. Với mục tiêu đầy tham vọng, EC dự kiến sẽ nâng thị phần sản xuất chip điện tử của khối từ mức 9% hiện nay lên 20% vào năm 2030. Tuy nhiên, tiến độ đã diễn ra rất chậm và có những lo ngại rằng Bruxelles có thể bị Washington vượt mặt khi có sự hỗ trợ từ nhà sản xuất chip khổng lồ của Đài Loan. Washington đã thông báo trong tuần này rằng họ sẽ khởi động các cuộc đàm phán thương mại và đầu tư với Đài Bắc vài ngày sau khi giới thiệu một dự luật về sản xuất chip. Dự luật này bao gồm hơn 52 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn, một công nghệ quan trọng trong ngành công nghiệp chế tạo như vũ khí quân sự, ô tô gia đình, vốn được chính quyền Biden coi là ưu tiên cấp bách trong cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh. Đáng chú ý, Chủ tịch Mark Liu của tập đoàn chuyên gia về chế tạo chất bán dẫn lớn nhất thế giới, TSMC, đã cảnh báo rằng nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công thì nhà máy sản xuất chip của công ty sẽ không thể hoạt động vì nó phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Không ai có thể kiểm soát TSMC bằng vũ lực. Nếu kẻ nào sử dụng các lực lượng quân sự để chiếm lấy TSMC sẽ khiến nhà máy của TSMC không thể vận hành được. Bởi nhà máy này là cơ sở sản xuất cực kỳ phức tạp, phụ thuộc vào kết nối thời gian thực với thế giới bên ngoài, với châu Âu, Nhật Bản và Mỹ để có được vật liệu cho đến hóa chất, phụ tùng thay thế, phần mềm kỹ thuật. Ông Liu nói, Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế trưởng phụ trách châu Á tại Bình Dương tại ngân hàng Natixis Pháp, thúc giục Bruxelles nhanh chóng cung cấp trợ cấp cho các công ty vi mạch từ Đài Loan thành lập chi nhánh ở châu Âu để đảm bảo EU có quyền tiếp cận với các loại chất bán dẫn nhanh chóng trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc phong tỏa. Song bà Mariam Garcia Ferrer, phát ngôn thương mại của nông nghiệp EU, cho biết Bruxelles hiện không có kế hoạch bắt đầu đàm phán cho một thỏa thuận thương mại hoặc đầu tư cụ thể với Đài Bắc. Theo bà Ferrer, trong các cuộc đàm phán thương mại Đài Loan-EU diễn ra vào tháng 5, Bruxelles và Đài Bắc đã nhất trí hợp tác sâu hơn về một loạt các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, an ninh và công nghệ, đặc biệt lĩnh vực chất bán dẫn, nhưng không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên, một loạt các nhà lập pháp ở châu Âu dự kiến sẽ đến thăm Đài Loan trong những tháng tới nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác với đảo tự trị trong nhiều lĩnh vực. Những động thái này được dự đoán sẽ làm bùng lên căng thẳng với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước đó cũng cảnh báo các chính trị gia nước ngoài không noi theo hoạt động chính trị của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì điều đó sẽ phá hoại nghiêm trọng nền tảng chính trị cũng như can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã chính thức khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.